Xin chân thành cảm ơn anh em đã đến với Đảo Kinh Dị, kênh chuyện ma có những câu chuyện hấp dẫn, gay cấn và đảm bảo là đáng sợ nhất. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một anh địa chất. Anh có một chuyến đi khảo sát địa chất, khảo sát thực địa ở ngoài đảo xa. Và hòn đảo này thì lại cũng là một hòn đảo du lịch nữa. Thế nhưng mà trong một cái buổi nhậu tối thì những cái câu chuyện ma, những cái sự tâm linh của từng người kể ra đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của anh ấy. Bởi vì là một nhà khoa học thì anh không có tin vào những cái chuyện tâm linh hay ma quỷ. Chỉ sau một đêm đó thôi, mọi chuyện trong cuộc đời của anh đã thay đổi. Không rông dài thêm nữa, xin kính mời các bạn, quý khán thính giả cùng đến với những chuyện ma ngoài đảo xa. Tôi xin được phép giấu tên hòn đảo đó. Đây là một câu chuyện có thật, được tôi viết lại sau chuyến công tác dài ngày trên biển trong một lần theo đoàn khảo sát thực địa của Viện Địa chất nơi tôi đang làm việc. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, tâm linh và ma quỷ từ xưa đến nay vốn luôn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Có người nói ma quỷ không có thật, nhưng mà cũng có người khẳng định rằng cõi âm, ma quỷ luôn tồn tại song song bên cạnh con người. Chỉ là ta không thấy hoặc là chưa được thấy mà thôi. Tôi vốn là một kỹ sư, một người thiên về nghiên cứu khoa học. Thế giới quan của tôi từ trước tới nay vốn cũng không mấy tin vào mấy mẩu chuyện tâm linh. Những câu chuyện ma quỷ hay là những thứ siêu hình vẫn thường làm cho người ta phải lo sợ. Tôi vẫn luôn khẳng định và đưa ra những ý kiến phản bác rằng những điều đó nếu như dựa vào khoa học hiện đại đều có thể lý giải được mà. Nó chỉ là những hiện tượng bình thường trong cuộc sống, được trí tưởng tượng của con người phóng đại rồi truyền tai nhau, dẫn đến những câu chuyện ly kỳ trôi nổi không đầu không đuôi. Thế nhưng mà có lẽ là sau chuyến đi thực địa kia, tôi đã phải thay đổi được nhận thức của mình. Một chuyến đi làm cho tôi, một thằng đàn ông 30 tuổi, luôn cứng đầu với những nhìn nhận về thế giới xung quanh, đã phải có cái nhìn toàn vẹn hơn về thế giới tâm linh, thế giới của những linh hồn, cõi âm và cả những điều kỳ bí. Ngồi trên con tàu số hiệu QN135 vượt qua những đầu sóng, đoàn nghiên cứu địa chất về đồ án thềm lục địa của chúng tôi gồm có 13 thành viên rời khỏi bến cảng để đi tới một hòn đảo lớn xa xôi. Đây là một hòn đảo du lịch có tiếng ở Việt Nam ta. Nó cũng là một trong những đảo gần với địa lý Trung Quốc nhất và nằm lọt thỏm giữa khu vực Vịnh Bắc Bộ. Những con sóng bạc và gió biển mặn mòi xua tan đi cảm giác say sóng của những người khách từ đất liền. Tiếng đàn guitar của anh Tuấn Đầu Bạc, trưởng phòng, kèm theo tiếng vỗ tay của mọi người trên khoang khiến cho tôi khoan khoái hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực mùi vị của đại dương. Hòn đảo này cách đất liền hơn 80 km, ước chừng khoảng 45 hải lý. Bởi vì chúng tôi đi bằng tàu gỗ cho nên tốc độ khá chậm, kèm theo sóng to khiến cho cuộc hành trình đến hòn đảo kéo dài hơn lịch trình. Tôi rất là háo hức với chuyến đi ấy. Tuy rằng đã nhiều lần đi biển, nhưng đây là lần đầu tiên đến với nơi này. Cho nên với riêng cá nhân tôi thì coi đây ngoài một chuyến đi làm việc ra thì cũng là cơ hội để đi du lịch biết đó biết đây. Chúng tôi ngồi tàu khoảng 2 tiếng đồng hồ thì từ xa xa hòn đảo xanh cũng hiện ra. Ai nấy háo hức nhìn về phía ấy, thế nhưng mà cũng phải đợi thêm 45 phút nữa tàu mới có thể cập cảng, bởi vì nhìn bằng mắt thì cũng còn khá là xa. Khắp xung quanh là những con tàu du lịch chở theo hành khách, rộn ràng tiếng nói. Đây là một huyện đảo cho nên dân cư khá là đông đúc, và từ bến tàu có thể nhìn thấy ngay một thị trấn nhỏ với những ngôi nhà tầng kiên cố vững chãi hướng mặt ra phía bên ngoài. Chúng tôi chệch choạc xách theo vali hành lý và cả đồ đạc phục vụ cho công việc, chào ông chủ thuyền, rón rén đi trên tấm ván nối hờ giữa mép cảng và tàu. Bước được xuống con đường bằng bê tông của bến tàu, tôi chợt lảo đảo. Bởi nãy giờ đã quen với ngồi thuyền, cho nên vừa chạm chân xuống đất, cảnh vật trước mắt tôi bây giờ mới dập dềnh và đôi chân thì cứ thế mà run lên. Đón tiếp đoàn tôi là một đồng chí bộ đội khá trẻ, đã được liên lạc từ trước khi chúng tôi khởi hành ra đây. Bởi vì chúng tôi đến công tác, mà Ủy ban Nhân dân huyện thì khá bé, không có chỗ ở tiện nghi như trong đất liền, cho nên chúng tôi được bố trí ở trong nhà khách của đồn biên phòng. Sau vài câu làm quen giới thiệu, chúng tôi được đi trên một chiếc xe điện. Ngồi ở trên xe, nhìn khắp xung quanh, tôi thấy cuộc sống nơi đây cũng khá là phát triển, khác hẳn với những huyện đảo ở miền Trung, miền Nam, nơi tôi đã từng đến trước kia. Hệ thống phục vụ dân sinh, điện đường trường trạm cũng rất là đa dạng tiện nghi. Có lẽ vì đây là một hòn đảo lâu đời, lại là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, trọng điểm, cho nên được quan tâm tập trung đầu tư khá là kỹ.
Tấp nập ở trên đường là những khách sạn, nhà nghỉ, hàng quán, những chợ cóc, chợ dân sinh buôn bán hải sản tấp nập ồn ã của các đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế. Chiếc xe điện êm ru chở chúng tôi đi xa khu dân cư vài cây số, trên một con đường nhỏ, hai bên là rừng thông và những cây hoa đỏ như là trong phim điện ảnh, thì cũng tới được vị trí đóng quân của lực lượng biên phòng. Vị trí của nhà khách nằm gần với ngọn hải đăng hơn 200 năm tuổi của huyện đảo, và đây thì cũng là một địa điểm rất là nổi tiếng, thu hút du khách mỗi khi có dịp đặt chân tới. Đến nơi, sau khi được các anh bộ đội sắp xếp nơi ăn trốn ở, chúng tôi ai nấy hào hứng, cất gọn đồ đạc, rủ nhau đi tham quan xung quanh. Bây giờ thì đã là 4 giờ chiều, cho nên tối đầu tiên trong lịch trình 10 ngày, chúng tôi dự định sẽ đi mua sắm một bữa cho thật là gia trò, kèm theo những thức quà mang từ đất liền ra để mời anh em cán bộ chiến sĩ đóng quân ở cùng với chúng tôi tại nhà khách. Bữa tối rộn rã tiếng cười và tiếng nhạc làm cho mọi người lại gần nhau hơn. Ngồi ở bên cạnh đống lửa ngoài trời nơi sân nghỉ, chúng tôi vừa ca hát, vừa nướng hải sản, giao lưu ngắm cảnh biển đêm. Quả thực là một cái trải nghiệm hiếm có, khiến cho đêm nay chúng tôi ai nấy đều uống được nhiều hơn. Trong bữa liên hoan, ngoài các anh bộ đội của đồn biên phòng, còn có các bạn nam thanh nữ tú trong đoàn thanh niên, có cả vài cán bộ công an huyện đảo tới giao lưu cùng với một số người công tác tại Ủy ban Nhân dân gần đó. Chè chén đâu đó tầm gần 11 giờ khuya thì lúc này chỉ còn độ chục người là vẫn đang ngồi trụ lại trên mấy chiếc chiếu. Các đồng nghiệp tại cơ quan tôi ai nấy say mòng kéo nhau đi ngủ, và trên bãi chiến trường chỉ còn lại tôi đại diện cùng với các vị khách mời. Tôi vì trẻ tuổi lại hay tiếp khách ở cơ quan mỗi khi có việc. Anh Tuấn đầu bạc giao cho tôi nhiệm vụ ngồi lại rồi cũng lặc lè vừa đi vừa hát làm nhảm đi vào trong nghỉ ngơi. Trong cái buổi liên hoan, tôi nói chuyện rất nhiều với mọi người xung quanh. Càng trò chuyện với những người sống ở đây, tôi lại càng biết được thêm nhiều điều và hiểu hơn về cuộc sống của những người xa đất liền, nơi đầu sóng ngọn gió, giữ gìn biên cương của Tổ quốc. Đang chén chú chén anh với một cậu tên là Tú, bí thư đoàn xã, thì có tiếng điện thoại reo vang và tiếng nói của một cán bộ công an ngồi đối diện khiến cho tôi dừng câu chuyện và chú ý về chỗ của anh ta. Vâng, tôi đây. Sao? Bãi lớn à? Hey, nửa đêm rồi mà lại còn có chuyện. Vâng, chúng tôi đến ngày đấy. Cậu Việt, cậu Tuấn uống xong chưa đấy? Đến giờ đi làm việc rồi. Hai đồng chí khác đang ngồi nướng cá, nhìn sang vẻ mặt méo xẻo. Đã là 11 giờ đêm, lại có việc phải đi, khiến cho ai nấy đều thở dài. Nhưng công việc của các chiến sĩ công an thì đúng là bất khả kháng rồi. Tôi mới hỏi anh cán bộ kia là có cái chuyện gì mà đi gấp gáp vậy. Anh uống nốt với tôi chén rượu, hẹn lúc khác có dịp ngồi lâu hơn, rồi mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của đội báo về mà nói. Bên bãi lớn có người dạt về, được nhân dân bảo hiện đã kéo lên trên bờ, đang chờ công an xuống xác minh danh tính. Thôi, chú cứ ngồi với anh em đi. Nói rồi ba người rời đi, trông có vẻ khẩn trương. Tôi nghe thấy có người dạt về thì đoán đây là một việc vô cùng nghiêm trọng, cho nên tò mò mới nhìn sang cậu Tú ở đoàn thanh niên đang ngồi ngay bên cạnh. Cậu Tú rót rượu cho tôi, khuôn mặt bình thản. Nó khác hẳn với vẻ sốt sắng của tôi, khiến tôi cảm thấy lạ. Và những người khác thì cũng bình thường y như là cậu Tú. Tôi mới hỏi Tú: Ủa, vậy là có người chết à? Cậu Tú cầm chén rượu mời. Tôi vì còn khó hiểu với thái độ bình thản, cho nên nâng chén rượu lên, cảm thấy đầy băn khoăn. Cậu Tú khà một hơi, gắp cho tôi con hàu nướng đã nguội, bảo tôi là cứ ăn đi đã. Cậu chỉ tay ra phía ngoài xa xa, nơi những con tàu nhấp nháy ánh đèn như sao đêm trên biển. Anh mới đến thì cảm thấy lạ, chứ ở đây bọn em quen rồi. Ở cái đảo này chuyện người chết dạt về như cơm bữa ấy mà. Cho nên mấy cái chuyện như thế, nếu không phải nhiệm vụ của mình thì chẳng có ai để ý đâu anh. Như cơm bữa? Tôi ngạc nhiên ra mặt. Một hòn đảo du lịch xinh đẹp nổi tiếng với những bãi biển sóng to và rộng, mà chuyện người chết dạt về như cơm bữa thì quả thực là tôi không khỏi hoang mang. Tôi hỏi rằng ở đây xảy ra chết nhiều người lắm hay sao? Sao tôi thấy mọi thứ nó bình thường? Thì cậu Tú mới nói: Người chết đuối nhiều, xác trôi giạt từ biển về cũng nhiều. Cơ mà khách du lịch thì một năm cũng độ vài ba vụ. Tôi tròn mắt. Vậy là tính sơ sơ hàng năm, hòn đảo này cũng khá nhiều vụ chết đuối, chết nước thương tâm xảy ra. Thế nhưng mà lượng khách du lịch vẫn rất là đông, và thậm chí là còn tăng chứ không có giảm, thì quả là lạ lùng. Tôi cũng chưa từng nghe qua những cái chuyện chết đuối hòn đảo này, cho nên trong đầu lại càng cảm thấy tò mò. Tôi mới hỏi cậu Tú sao mà chết nhiều như vậy.
Tôi thấy cuộc sống vẫn nhộn nhịp bình thường mà. Cậu Tú mới tiếp lời. Cái chuyện người chết ở biển với bọn em từ bé đã chẳng xa lạ rồi. Nói thực với anh, ở đây làm du lịch, những việc như thế này người ta kín miệng. Và như cái đội anh trường công an kia xuống tới nơi cũng chỉ làm thủ tục nhanh chóng rồi cũng chuyển đi, để tránh sự hiếu kỳ đồn đại, cho nên chẳng mấy ai biết đâu. Đây là một nơi xa bờ, sóng thì to. Những xác chết của người trên biển thường bị trôi giạt về đây. Và cũng vì dớp cho nên những vụ chết đuối cũng xảy ra đếm không có hết đâu. Chỉ là mọi người không biết đấy thôi. Dớp á? Vâng, dớp chết người rồi. Bãi nào một năm cũng vài vụ cả anh ơi. Tôi hoang mang thực sự. Theo ý hiểu nôm na của tôi thì dớp chính là những vụ chết người tại một địa điểm cứ lặp đi lặp lại một cách khó hiểu. Đấy là những điểm đen tai nạn mà người ta thường ám chỉ một đoạn đường, một khu vực hay có va chạm, và đa phần những vụ đó đều có người chết theo nhau. Trước kia tôi nghe mẹ nói những cái dớp đó là do người chết trước kéo người chết sau. Những vong hồn kéo người khác ở lại thế chỗ để đi siêu thoát luân hồi. Thế nhưng mà tôi chẳng có tin. Tôi chỉ cho rằng đó là do sự bất cẩn của những người tham gia giao thông, và những tai nạn này xảy ra cũng một phần là do độ nguy hiểm của cung đường ấy. Tôi mới bảo cậu Tú là có thể kể rõ ra hơn được không? Tại sao không có biện pháp để giảm bớt cũng như ngăn chặn? Cậu Tú mới cười nhẹ lắc đầu. Đã là dớp thì tránh làm sao được anh? Ngư dân chết ngoài biển có, khách du lịch tự dưng chết đuối cũng có, và cả xác của người nước ngoài dạt về cũng có kìa. Những cái chết thường xảy ra vào những lúc vắng người và bất thình lình. Lực lượng chức năng cũng đâu có thể quản lý được hết khu vực 24/24 đâu. Cho nên vẫn cứ xảy ra đều đều thôi. Xác của người nước ngoài á? Vâng, là xác người Trung Quốc dạt về. Nơi này thì gần Trung Quốc rồi. Xác của họ theo sóng về đây nhiều, và cũng chẳng có gì là lạ đâu. Câu chuyện của Tú làm cho tôi thực lòng muốn tìm hiểu về vấn đề ấy. Gió từ ngoài biển thổi vào man mát, khiến tôi đứng lên nhìn khắp xung quanh, cảm thấy hiếu kỳ trước hòn đảo xinh đẹp và cả những sự việc bí ẩn, những cái chết xảy ra thầm lặng nơi đây. Tôi bảo cậu Tú là có thể kể cho tôi nghe một số chuyện hay không. Tú nhìn ra xa xăm, hít sâu một hơi rồi nói làm cho tôi hơi ngừng lại. Anh có tin vào tâm linh ma quỷ không? Chỉ có tâm linh thì mới có thể giải thích được thôi anh. Nhiều vấn đề lắm. Nghe thấy tâm linh thì đụng đúng vào cái vấn đề tôi không tin được nhất. Thế nhưng bây giờ tôi không phản bác, mà chỉ muốn lắng nghe để biết được những câu chuyện từ chính người bản địa kể, để xem nó ra sao. Các anh làm ở trong ủy ban cũng hào hứng, mỗi người thêm vào một câu khi nghe tôi và Tú nói chuyện với nhau. Mọi người mới ngồi quay lại vào một chiếu, rồi Tú cạn một hơi hết chén rượu, bắt đầu kể trong vẻ khật khử. Để em kể cho anh nghe. Cái chuyện đầu tiên là về bãi lớn, bãi Vàn vừa nãy, nơi anh trưởng công an vừa xuống làm việc đó. Và rồi câu chuyện đêm nay được bắt đầu. Cậu Tú mới kể. Ở bãi Vàn, tức là bãi lớn, là bãi đẹp nhất của đảo này. Ở đây bãi cát dài và sóng thì to, được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của khu vực phía Bắc. Khách du lịch đến với bãi Vàn rất đông, hàng năm lượng khách đổ tới đây rất là nhiều. Nhưng mà kèm theo đó là sự khó quản lý trong công tác đảm bảo an toàn, và nơi đây cũng xảy ra rất nhiều những cái chết một cách kỳ bí. Ở bãi Vàn người ta đồn rằng có ma nữ, không chỉ một mà là rất nhiều. Và kỳ lạ là những người đột nhiên chết đuối ở bãi Vàn đa phần là nam. Chẳng nói đâu xa xôi, mấy năm ngoái quanh bộ đội trẻ cùng với đơn vị đi bê đá ở gần bãi Vàn. Sau khi mà công việc xong xuôi, cả tiểu đội xuống rửa chân tay trước khi hành quân về đơn vị. Anh bộ đội này tên là L, quê ở tận Thái Bình, nhận công tác ở ngoài đảo mới được có vài tháng sau khi mà huấn luyện tân binh kết thúc. Hôm đó thì sau khi rửa chân tay, mọi người kéo nhau lên hết. Chỉ còn một mình cậu L này là vẫn còn nán lại để rửa nốt cuốc thuồng xà beng. Khi ấy thì L đứng ngay đoạn nước, chỉ cao có ngang đùi, ngang đầu gối mà thôi. Mọi người bảo cậu rửa nhanh để còn về ăn cơm, không quá giờ mất. Cậu L mới ngoái đầu lại, cười cười rồi vẫy vẫy tay nói: "Cứ đi dần đi, xong em vác cả về cũng được." Nghe cậu L nói vậy, tiểu đội cũng chẳng nghĩ ngợi mà quay đầu về. Thế nhưng mà đi ra đến đường mòn được một đoạn chừng 10 phút sau mà vẫn chẳng thấy L đuổi theo. Nghĩ rằng chắc là cậu mệt, đi tụt lại phía sau, cho nên mọi người tiếp tục nói chuyện, thẳng hướng đơn vị mà đi, không ai quan tâm. Về tới nơi, sau khi ngồi vào bàn ăn, thấy khuyết một chỗ,
ai nấy còn cáu, bởi vì không biết Tiêu ai mà giờ này còn chưa vào ăn cơm, để mọi người phải đợi khi đang rất đói rồi. Không biết thiếu ai là bởi vì một đại đội khá đông lính. Mọi người cứ ngồi lộn xộn vào bàn, xếp cho đủ mâm 6 người, cho nên không cố định vị trí và cũng chẳng biết được là thiếu ai. Chờ thêm một lúc không thấy người thứ 6 vào, ai nấy sốt ruột nhìn quanh. Đồng chí đại đội phó quản lý hậu cần tên là T, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu, nhưng mà vì nhà ăn ồn quá không biết vắng ai, cho nên mới tập hợp hết ra sân để xem thiếu người nào, bởi vì sợ trốn chạy khỏi đơn vị. Sáu hàng bộ đội xếp thẳng tắp giữa trời trưa nắng. Sau khi kiểm tra hết một loạt thì phát hiện ra người còn vắng chính là cậu L. Đồng chí đại đội phó mới hỏi tiểu đội trưởng quản lý cậu L xem là cậu này ở đâu. Anh tiểu đội trưởng mới sực nhớ, nói rằng lúc ở ngoài biển chỉ thấy cậu L nói là cứ đi trước đi để rửa nốt cái cuốc, và đến bây giờ thì vẫn không thấy đâu. Anh tiểu đội trưởng lập tức bị đại đội phó T kia mắng cho té tát vì đã không quản lý chiến sĩ. Rồi anh T cử hai người quay lại bờ biển tìm kiếm, bởi vì lính nghĩa vụ thì không được dùng điện thoại di động, cho nên không có liên lạc được. Thấy trưa đã muộn, anh T cho chiến sĩ vào trong ăn cơm như bình thường. Khoảng nửa tiếng sau đó, lúc mọi người đã trở về phòng, thì một trong hai chiến sĩ hớt hải chạy về, mặt cắt không ra nổi một giọt máu. Báo cáo anh, thằng lợn. Anh T đang ngồi ở sân thấy đồng chí kia cứ lắp bà lắp bắp, anh hỏi là có cái chuyện gì. Cậu chiến sĩ mới trả lời: Anh ơi, thằng L nó chết rồi, xác bị đánh dạt vào bờ kia kìa anh ơi. Anh T nghe xong như hóa đá, anh tức tốc cùng với tiểu đội trưởng quản lý cậu L và vài người nữa chạy thục mạng ra ngoài bãi vàn, thì thấy lúc này ngoài cậu chiến sĩ còn lại ra có mấy người dân đang đứng chỉ trỏ bàn tán. Cậu L người ngợm ướt sũng, đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng và chân tay thì vẫn đang mềm nha. Anh T cho người báo cáo ngay về đơn vị, mời chỉ huy và quân y tới làm việc. Mấy người xung quanh xì xào với nhau, rồi người dân biết chuyện bộ đội chết đuối cho nên cười kéo tới xem rất là đông. Anh tiểu đội trưởng quản lý thì khỏi phải nói rồi, rằng mồi va vào nhau lập cập vì sợ trước cái chết đột ngột của cậu L và sợ trách nhiệm đã không quản lý chiến sĩ cấp dưới sát sao. Người dân được dịp bàn tán với nhau, người thì bảo trúng cảm chết, người thì bảo hay làm việc dưới nắng mệt quá đột quỵ mà chết. Thế nhưng mà cũng có người nói rằng bị ma nước dìm chết, chứ không phải là bị cảm hay do đột quỵ. Xác của L sau đó được mang về đơn vị nhanh chóng để tránh sự hiếu kỳ. Sau khi pháp y mổ xẻ kiểm tra tìm kiếm nguyên nhân, thì kỳ lạ thay là trong phổi của cậu này có nước và sau gáy thì có vết tím như là bàn tay ấn xuống vậy. Nước có ở trong phổi thì chứng tỏ là L bị sặc nước mà chết đuối. Thế nhưng mà cái lúc tiểu đội rời đi thì cậu chỉ đứng ở ngay vị trí nước nông tèo tèo, làm sao mà có thể chết đuối cho được chứ. Lúc này mới nghi ngờ là cậu bị ai đó dìm chết sát hại. Thế nhưng mà sau khi kiểm tra camera nhà dân bên đường thì không phát hiện ra được điều gì khả nghi, và cậu L từ trước tên này cũng chẳng hề có hiềm khích với ai. Cái việc sát hại một quân nhân hoàn toàn không thể xảy ra. Cậu L cũng là một người khỏe mạnh, trên cơ thể không có dấu hiệu xô sát hay vết thương nào hết, mà chỉ duy nhất sau gáy là có cái vết tím hơi mờ mờ, hình bàn tay vậy. Điều này làm cho không ai có thể tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết. Suốt nhiều ngày điều tra, mời cả cơ quan chức năng vào việc, không có kết quả. Đơn vị cũng đành phải báo tin và kết luận rằng cậu L bị say nắng đột tử. Tất nhiên lý do này không thể thuyết phục được gia đình và dư luận xã hội. Những người dân biển ở gần bãi vàn thì nói với nhau rằng cái chết của cậu L thực ra là do một thế lực tâm linh vốn tồn tại từ lâu tại khu vực này gây ra. Trong quân đội thì tuyệt nhiên lý do này không bao giờ được phép chấp nhận và tin tưởng. Mọi chuyện dần dần trôi qua trong sự bí ẩn, cho đến một ngày xảy ra thêm một vụ khác thì người ta mới ầm ĩ mà bàn tán. Vài tháng sau, hôm đó có một đoàn khách du lịch ở Hải Dương ra bãi vàn để tắm. Tắm đến 5 giờ chiều thì thời tiết bất ngờ chuyển xấu, khiến nhiều du khách kéo nhau lên bờ để về khách sạn, bởi vì mưa ở biển kéo đến thường rất là đột ngột. Trong đoàn có một người phụ nữ sau khi tất cả đã lên thì bỗng quỳ ở dưới nước, sóng cứ thế vỗ vào mặt. Người nhà khó hiểu gọi mãi không thấy trả lời, rồi người phụ nữ kia cứ quỳ nửa thân người ở dưới nước mà nói làm nhảm, khóc tu tu cả lên. Chồng chị ta lội xuống kéo tay, nhưng mà chị ấy dùng dàng không đi. Anh chồng nghĩ chị vợ giận dỗi gì đó cho nên mới quát lớn,
Thế nhưng mà thái độ của chị làm cho anh chồng chết sững. Đi lên. Ơ, Hoa, lên. Chị vợ nhìn anh chồng mở mắt trừng trừng. Không, không vậy Hoa. Tôi lỡ lỡ. Tôi không lên được. Tôi bị bọn nó giữ chân, không lên được bờ đâu. Saga David anh chồng lập tức nổi toàn thân. Chị vợ nói bằng giọng đàn ông, rồi cứ thế mà khóc rừng rức. Nói làm nhảm khiến cho anh chồng phát hoảng, phải hô hoán người thân tới giúp. Người ta thấy chị vợ lúc này thì xưng tên là L, quê ở Thái Bình. Lúc thì nói bằng giọng phụ nữ, sổ ra một tràng tiếng tàu rất là kỳ lạ. Người nhà hò nhau kéo chị ra khỏi mặt nước. Thì vừa tới bãi cát, chị giật giật lên sùi cả bọt mép, cười the thế và rồi ngất lịm đi. Dân cư ở khu vực chung quanh lại được thêm dịp bàn tán. Lúc sau chị L được đưa tới nằm ở chỗ quán nước tỉnh lại. Chị ôm mặt khóc, cứ òa lên hoảng loạn, giống như là sợ hãi lắm vậy. Rồi cứ thế mà chỉ tay ra biển. Người ta xoa dầu gió cho chị tỉnh táo, hỏi có nhớ lúc nãy bị làm sao hay không, mà cứ nói năng luyên thuyên như vậy. Chị L mếu máo nói rằng có cái cậu thanh niên mặc áo đồng xuân màu xanh bộ đội giữ chị lại, nhờ chị báo tin. Và chị trông thấy có cả chục người phụ nữ khác giống như là người Trung Quốc. Mặt mũi ai nấy thì ghê lắm, cứ đứng bù vào chị nói mà như mắng như chửi vậy. Nghe tới đây thì vụ cậu lính chết mấy tháng trước lại trở nên ầm ĩ. Chuyện này tới cả tai đơn vị. Thế nhưng mà người ta không có tin và bảo rằng người dân đồn đại tuyên truyền linh tinh. Thế nhưng mà nói là không tin cũng vì kỷ luật kỷ cương. Ở trong lòng họ có tin hay không thì gần như là ai cũng biết. Và vài ngày sau đó, thấy có mấy cán bộ của tổ hậu cần mang đồ ra làm lễ cùng với người nhà trong đất liền, mời thầy tới gọi hồn cúng bái. Theo người dân ở đấy thì cậu L là vụ thứ 7, thứ 8, độ chục năm trở lại đây bị ra chết cũng lạ lùng như thế. Trước kia cũng nhiều vụ đàn ông, nhất là đàn ông trẻ tuổi bị chết không rõ nguyên nhân và toàn chết ở cái chỗ nước nông, không ai ngờ tới y hệt như cậu L vậy. Có người nói rằng vào những đêm biển động, mưa gió bão bùng, ở bãi Vàn này, người ta trông thấy một nhóm những người phụ nữ mặc quần áo tàu, đùa nghịch. Tiếng cười, tiếng nghịch nước của họ vang động ra khắp mặt biển. Những khi ấy chẳng một ai dám ra ngoài. Những người vô tình giáp mặt nhóm phụ nữ ấy không bị nhập, bị dìm chết thì cũng sợ tới mức hoảng loạn mà ốm đau. Nghe đầu khi xưa ở đây có một con tàu của người Trung Quốc dạt về. Hồi đó chưa phát triển du lịch, cho nên người ta sau khi biết họ là người Trung Quốc, không xác định được danh tính, cho nên chôn luôn tạm bợ đâu đó ngay dưới bãi cát ở khu vực bãi Vàn. Thế nhưng mà những cái chết của thanh niên trẻ hàng năm vẫn cứ xảy ra, và hàng đêm cứ vào ngày mưa gió bão bùng, người ta lại thấy bóng dáng của một nhóm người phụ nữ lang thang trên bờ biển, thoát ẩn thoát hiện, lúc khóc khi cười. Cậu Tú kể xong, ánh mắt xa xăm thở dài. Tôi bị cuốn vào trong câu chuyện lúc nào không biết, ngồi chú tâm nghe, miếng hàu nướng mỡ hành trong bát để từ lúc nãy quên cả ăn. Tôi đang băn khoăn nghĩ liệu đây có phải sự thật hay không, đang định tìm cách giải thích cái hiện tượng cô gái bị nhập ấy, cậu Tú mới nói. Anh muốn nghe tiếp chứ, còn nhiều chuyện lắm. Ánh trăng sáng trên biển đêm tỏa bóng nhẹ nhàng. Kể ra mà ngồi nghe chuyện ma trong lúc như thế này thì cũng cuốn, và lại tôi còn chưa muốn đi ngủ. Tôi bảo Tú là cứ tiếp tục kể đi. Mọi người càng ngồi gần hơn với nhau, khiến cho cuộc nói chuyện thêm phần ly kỳ. Đấy là cái vụ gần đây nhất ở đằng bãi lớn. Đảo này có mấy bãi, và bãi phía đông bắc cũng có nhiều chuyện vô cùng phức tạp. Bãi phía đông bắc là bãi Hồng, một bãi biển thẳng và dài, chứ không có cong vào như bên bãi Vàn kia. Ở bên bãi Hồng người ta nói rằng có một loài hoa màu xanh dương. Loài hoa này rất là hiếm khi nở, và mỗi khi nở thì đều có người tai nạn chết. Em cũng chưa có dịp nhìn thấy cái loài hoa ấy như thế nào, chỉ nghe người ta kể lại thôi. Nó mọc ở kẽ đá và chỉ là những cái cây bụi nhỏ như cây cỏ, thế nhưng mà hoa thì loe ra như là hoa rau muống vậy. Nhụy hoa có màu đỏ tươi, người ta bảo rằng nhìn tổng quan nó cứ như là máu trong nước, và quả thực là mỗi khi hoa nở thì đều có người chết. Bãi Hồng thậm chí còn linh hơn cả bãi Vàn. Những cái chết ở đây không chỉ nhắm vào một đối tượng nào mà có thể xảy ra với bất kỳ ai. Mới gần đây thì có cái vụ chết một cách rất là vô lý nha. Hôm đó khách du lịch đông, cho nên lượng người đổ tới chỗ bãi Hồng để tắm rất nhiều. Trong đó thì có một cái đoàn khách ở Hà Nội gồm hơn 20 người. Bởi vì người bơi đông chen chúc, chẳng ai để ý đến ai, cho nên một chị mới bị kẹt phao chết đuối lúc nào không hay.
Lúc tắm xong cả đoàn lên bờ thì không thấy chị ấy đâu nữa. Đứng nhìn mãi nhưng mà toàn người là người, cho nên cả đoàn cứ ngồi ở trên bờ chờ thôi. Mới đầu thì tưởng chị ấy lên trước rồi đi đâu đó loanh quanh, thế nhưng mà điện thoại túi ví thì vẫn để ở chỗ đó mà. Mãi đến tận chiều muộn mà vẫn không thấy chị ấy quay lại. Người tắm biển thì cũng đã về gần hết rồi. Ai nấy mới tá hỏa, hò nhau chạy đi tìm kiếm xem có bị lạc hay là bị bắt cóc gì không, để mà còn nhờ chính quyền tới giúp. Tìm kiếm khắp nơi thêm cả tiếng sau nữa, vẫn không có thấy cái chị này đâu nha. Bấy giờ thì ai nấy đều nhìn ra phía mặt nước, sóng vỗ càng lúc càng lớn. Nghĩ hay là chị ấy đuối nước mà không ai biết chăng. Nhờ dân làng chài và an ninh bờ biển mang cano ra tìm kiếm, thả lưới quét lặn tìm. Đến 9 giờ tối, lúc này đã muộn lắm rồi, thì có người dân ở chỗ cầu phao công viên nước gọi lớn khiến ai nấy gần như là chết sững. Nó ở dưới này này, chết rồi, chết người rồi. Mọi người đổ dồn về phía chỗ cầu phao. Đây là công viên nước trên biển và tất cả đều được làm bằng phao nổi rất là lớn. Chạy ra tới nơi thấy người kia đang đưa tay ấn cầu phao xuống và có cái thứ gì đó nổi hẳn lên bên dưới mặt phao. Người ta mới ngụp xuống tìm thì phát hiện ra xác của chị kẹt bên dưới cái đoạn phao nổi, rộng có mấy mét mà thôi. Vớt lên thì đã cứng đờ chân tay, co quắp người ngợm tím tái hết cả rồi. Lạ ở chỗ là hôm nay cả đoàn tự dưng không ai để ý tới chị này nha. Chị ấy đi chơi chỗ cầu phao cũng không ai để ý, và làm thế nào đó mà rơi xuống bên dưới cầu phao kẹt chết thì cũng không ai hiểu nổi. Nước ở đây thì cũng không phải là sâu. Vị trí phát hiện ra xác của chị ta, nước cũng chỉ ngang đầu người thôi. Thế nhưng mà vì lý do nào đó, chị này bị kẹt, ngã, rồi không thể thoát ra được nữa. Đã thế, chị ấy lại còn biết bơi. Và lạ ở chỗ nữa là cầu phao này ban ngày đông người chơi, bảo vệ cũng trực ở đó suốt, mà chị này kẹt bên dưới mà không một ai hay. Đúng là quái dị mà. Lần đó người ta bảo trước hôm xảy ra tai nạn một ngày, ở vách đá có cái hoa kia nở. Đối chứng với những vụ chết người trước nữa xảy ra thì quả thực cái loài hoa đó như là một điềm báo tử vong. Cái vụ đó là có 3 người khách du lịch, 2 gái 1 trai đến bãi Hồng tắm trước vụ của chị kia hơn 1 năm. Trong đó có 2 người là một đôi yêu nhau và một người là bạn của người con gái đi cùng. Khi ấy đã đến giữa trưa, biển vắng lắm rồi. Cả đoạn này chỉ có mỗi 3 người ấy thôi và chẳng hề có ai ở xung quanh. Cái đôi yêu nhau thấy trời nắng quá, rủ nhau lên bờ để nướng hải sản cho bụi cây trên bãi cát. Chị bạn đi cùng thì chắc là lâu không được đi biển, lại mải chụp ảnh, cho nên chị còn lại cứ gọi mà lại chần chừ không lên, bảo 2 người là cứ lên trước đi, tí nữa chị ấy sẽ lên sau. Cặp đôi kia lên bờ chuẩn bị đồ thì vẫn thấy chị ấy một mình đi đi lại lại như là nhặt vỏ ốc ở loanh quanh. Họ mới rủ nhau đi tìm củi rác để đốt than hoa. Một lúc không để ý tới, khi mà quay lại thấy chị bạn đang ngồi gục mặt xuống nước, quay ra phía ngoài biển mà không hiểu là có chuyện gì. Mặt biển hôm đó lặng sóng, im phắc như tờ. Gọi mãi không thấy chị kia thừa, cứ ngồi gục xuống mặt nước giữa trời nắng chang chang. Sợ chị say nắng nên mới lội xuống để kéo lên. Tới nơi thì kinh hoàng, thấy chị này đã chết từ lúc nào không hay. Cái đầu gục xuống nước, tóc tai bê bết rối bời. Ngay lập tức máu từ hai lỗ mũi chảy ra tong tỏng. Kinh lắm mà. Cặp đôi này sợ quá rồi mới khênh chị ấy lên hô hoán. Lúc người dân đến thì thậm chí là phở bún cơm cháo kèm theo nước và cát từ trong mồm của người chết còn ộc ngược ra bên ngoài. Vô cùng là kinh dị ấy. Vụ này thì kinh thực sự nha. Chẳng ai biết chị ấy chết vì lý do vì sao. Thế nhưng mà dân xung quanh thì bảo trước một ngày cái loài cây kia cũng nở hoa. Ở bãi này người ta kỵ nhất là tắm vào buổi giữa trưa. Đã rất nhiều vụ tắm trưa một mình không ai để ý tới, khi mà phát hiện ra thì cũng đã chết không biết là từ bao giờ. Kỳ dị là cái chị này chết quỳ chứ không như người khác. Quỳ cắm đầu xuống nước, không ngã và cái xác không đổ luôn. Ngồi ở dưới đó nước ngang tầm ngực thôi. Gọi điện báo tin cho mẹ mà mẹ chỉ ở nhà thì bà chết lặng đi. Chị này đầu năm đi xem bói, thầy đồng phán là năm nay tuyệt đối là kỵ sông nước. Bà mẹ thì cũng đã cấm rồi, thế nhưng mà đi đâu với bạn và xảy ra sự việc thương tâm. Vấn đề tâm linh đúng là không thể nào đùa. Nếu như mà lần đó chị kia nghe lời thầy nói không tới những chỗ sông nước, nếu như đôi bạn kia bảo chị ấy lên bờ bằng được hoặc là để mắt tới chị ấy thôi, hoặc nếu loài hoa xanh nhụy đỏ kia không nở,
thì liệu chị này có chết hay không? Không một ai biết chắc. Những cái chết thường xảy ra giống như có sự báo trước tiềm tàng và thường có những chữ nếu. Nghe cái chị còn sống kể, lúc đó chị bạn kia còn nói một câu, đến khi ngẫm lại thì mới biết là điềm báo. Thế nhưng mà khi ấy thì chị ta nào có biết gì. Cứ lên trước đi, tao nghịch tí nữa thôi, lâu lắm mới được ra biển, tranh thủ kẻo bận sao muốn đi cũng chẳng còn đi được nữa. Và thế là cuối cùng chị ta cũng chẳng đi được lần sau nữa thật. Tôi nghe tới đây thì rùng hết cả mình. Hai cái chết kỳ quặc với những sự khó hiểu đầy bí ẩn từ chính người dân địa phương kể ra, thì quả thực là muốn không tin thì cũng phải tin. Nếu như mà hồn ma bị ma nhập, tôi có thể giải thích được rằng theo khoa học thì đó là khi người ta còn sống, não bộ phát ra một loại sóng như sóng điện từ, mà mỗi con người là một tần sóng khác nhau. Đến khi người ta chết đi, tần sóng nó mạnh hay yếu có thể là vẫn tồn tại ở vị trí đã chết, và những người hợp vía sẽ vô tình bắt được sóng và gây ra hiện tượng ấy. Thế nhưng mà về vụ cứ hoa nở có người chết và vụ thầy đồng báo, có cái vụ nói gở mồm thì quá khó để giải thích rồi. Chẳng nhẽ đây là sự trùng hợp hay thực sự có những điều bí ẩn về tâm linh cho tới nay vẫn không thể nào mà giải thích nổi. Thế tôi im lặng, cậu Tú rót cho chén rượu. Mấy anh em ngồi uống thêm một ly với nhau thì có cái anh bên cán bộ xã là anh Đại vỗ vai tôi mà nói: "Uống đi chú, đấy là cái chuyện ở hai bãi Vàn và bãi Hồng. Bây giờ đến lượt anh kể cho chú nghe chuyện ở bên ngoài xa bờ của dân đi biển nè. Cứ từ từ, đêm nay còn dài lắm." Tôi càng uống càng thấy ngọt giọng. Không biết là có phải do những câu chuyện mà cậu Tú kể quấn quá hay không, hay là do cái men rượu nơi đây và được ngồi dưới khung cảnh này mà nghe chuyện, đầu óc tôi cứ như bị quấn vào trong những suy nghĩ miên man dài dẳng. Anh Đại xé miếng mực một nắng đầy bịch đưa cay. Anh vừa nhai vừa bắt đầu kể thêm những chuyện bí ẩn ở ngoài xa bờ, trong tiếng nhai nhóp nhà nhóp nhép: "Dân biển ở đây thì không thiếu chuyện nha. Ở vùng biển này ngư dân muốn đánh bắt được cá thì phải thuộc lòng những cái tọa độ nhiều cá, nếu không muốn trở về với khoảng trống rỗng. Những tọa độ này thì thường được xem bằng radar phục vụ đánh bắt. Mỗi thuyền, mỗi gia đình hoặc mỗi hộ đều có những điểm cá riêng, không muốn tiết lộ cho thuyền khác biết. Và theo tiếng lóng thì họ gọi đó là những điểm vàng. Những điểm vàng để đánh cá là những địa điểm bí mật. Thế nhưng mà có những điểm vàng, mặc dù là nhiều người biết nhưng vẫn bỏ qua, không dám thả lưới, hoặc có bắt thì cũng nhanh chóng rời đi, không dám lặn xuống để tìm sản vật." Tôi mới hơi nhíu mày. "Ờ, vì sao vậy ạ?" Anh Đại chậm rãi: "Vì cái nơi đó là nơi có rớp. Đã có người lặn xuống không về được tới nhà, hoặc là xảy ra tai nạn." Chất giọng khàn đặc của anh Đại cất lên hòa cùng với tiếng gió biển ù ù. Tôi ngồi khoanh chân chống tay lên cằm lặng nghe, cảm nhận vị mặn của gió biển thấm vào trong cơ thể cùng với những câu chuyện đầy bí ẩn ấy. "Ở làng trài thì có gia đình nhà Hòa chính. Chuyện xảy ra cách đây chưa có lâu đâu, và nó cũng liên quan đến một trong những điểm cá được gọi là điểm vàng. Đêm hôm ấy thì chị Hòa này đang ngủ say, trời mới nổi cơn giông tố, và chị thì nằm ở trên giường ôm đứa con mới đẻ chừng vài ba tháng thôi. Chị Hòa và cái anh Chính này cũng trẻ tuổi. Hai vợ chồng có với nhau ba mặt con, và đêm ấy thì anh Chính theo tàu ra khơi chưa có trở về. Nói về gia cảnh thì cái nhà này khổ, chồng đi lặn thuê, còn vợ thì ở nhà nuôi lợn trồng rau. Đường cái lúc ngủ say, có tiếng gọi ngoài cửa vang lên. Tiếng gọi đầu tiên rất là bé, pha cùng với tiếng sóng, thế nhưng mỗi lúc một to hơn, làm cho chị Hòa phải mở mắt mà ngẩng đầu dậy. Hòa ơi, Hòa, đóng cửa vào đi, đóng cửa vào đi Hòa ơi." Chị Hòa thì mới ngồi nhổm dậy mà chẳng hề có ai. Tiếng gọi tên cũng im bặt luôn. Xung quanh chị chỉ có bóng tối, là vẫn phủ xuống mịt mù trong đêm. Nghĩ là mộng mị, cái chị Hòa mới nằm xuống tiếp tục ngủ với con. Gia đình nhà này theo đạo nên mấy cái chuyện ma quỷ linh hồn thì trước giờ cả hai vợ chồng không có tin đâu. Thế nhưng mà vừa đặt lưng bắt đầu vào giấc tiếp thì cái tiếng gọi não nề lại cất lên thêm lần nữa. Lần này thì nó dài thườn thượt, rõ tới độ chị Hòa có thể nghe là tiếng của chồng gọi, kèm theo đó là những cái tiếng lạch cạch của cánh cửa sổ buồng ngoài. "Hòa ơi, dậy Hòa ơi."
đóng cửa vào, không mưa hắt hết nhà bây giờ. Chị Hòa mới giật mình bật phát dậy, tiếng gọi tên là im bặt. Trong cơn mơ màng, đôi mắt vẫn nhắm tịt, chị thoáng thấy hình ảnh của anh Chính, chồng mình, đang đứng lập lờ nơi mặt nước, nhìn mình rồi nhanh chóng biến mất, nhòa đi. Chị mới dụi dụi mắt cho tỉnh táo, mở cửa buồng ra thấy trời mưa rất là to. Cánh cửa sổ bật ra từ lúc nào đang bị gió thổi đập vào cồm cộp, khiến cho chị Hòa nhanh chóng bước ra đóng cửa lại, mà dưới nền gạch thì đã bị mưa tạt ướt hết rồi. Chị Hòa khó hiểu nhìn ngó một lượt, nhưng mà không hề có gì khác lạ cả. Thì ra là nãy giờ chị nằm mơ, thấy chồng gọi, và bấy giờ mới là nửa đêm. Thì làm gì có cái chuyện chồng chị gọi tên vào lúc này đâu. Tàu của anh Chính theo lịch trình phải 8 giờ sáng hôm sau mới về đến nơi. Chị lắc đầu, nghĩ rằng có khi do mình mới sinh nở cho nên tâm lý không ổn định, thở hắt ra một hơi, quay đầu vào buồng ngủ tiếp, mà băn khoăn không hiểu là vì sao mình lại mơ thấy như vậy. Sáng ngày hôm sau, mưa gió tạnh thì cũng là lúc tàu cập cảng lũ lượt. Cả làng trai đang yên bình thì nghe thấy tiếng chị Hòa gào khóc thất thành và tiếng người gọi ý ới trên đường kéo nhau. Chị Hòa tay bế thằng bé con chạy vội đi, líu díu theo sau là hai đứa lớn cũng chạy theo mẹ mình, ngã rúi rụi vừa chạy vừa khóc. Anh Chính, chồng chị Hòa, đã chết. Nó như là một cái tin sét đánh vậy. Người ta quấn xác anh trong một cái chăn dày, khênh xuống, thì bây giờ cái xác nó đã cứng ngắc, da rẻ tím tái, khiến cho chị Hòa sốc tột độ, ngã lăn xuống đất mà ngất lịm đi. Nghe đâu là anh Chính anh chết vào lặn chết vào lúc 1-2 giờ sáng. Sau khi hết thời gian lặng tăng 1, người ở trên tàu đợi không thấy anh nổi lên để lấy hơi, mới lặn xuống tìm thì phát hiện ra anh đã chết lửng lơ ở sâu dưới mặt nước tăm tối. Vụ đó khiến cho cả một làng trai xôn xao. Người ta bảo rằng anh Chính sau khi chết báo mộng cho vợ, thế nhưng mà hồn của anh ấy thì vẫn chưa về được. Họ hàng của chị Hòa thì gạt phắt đi. Kể thì cũng tội nghiệp. Cái điểm vàng đó là nơi anh Chính lặn thì cũng là điểm mà nhiều tàu né từ lâu rồi. Sau khi chị Hòa tỉnh lại lo tang sự ở chồng xong xuôi, người làng bảo gia đình nên ra biển gọi hồn để cho anh Chính đỡ khổ, đỡ trôi nổi ngoài kia. Cơ mà gia đình nhà chị thì theo đạo, cho nên họ cũng gạt đi, khiến cho hơn một tháng sau, chuyện đau lòng với họ lại xảy ra thêm một lần nữa. Lần này thì cũng là một người họ hàng nhà anh Chính chứ không có đâu xa. Nó xảy ra cũng đúng tại cái nơi điểm vàng định mệnh ấy, và lần này thì là với chú của anh Chính. Ông Chỉnh, chú ruột của anh Chính. Đêm ấy sau khi lặn xong tăng 1 thì ngồi ở mạn tàu nghỉ ngơi lấy sức, chờ thêm một lúc để tiếp tục lặn tăng 2. Ở tàu thì trong lúc đánh bắt người ta hay ăn đêm. Mấy ông khác đang ngồi ăn nấu mì tôm mực thì tự nhiên cái ông Chỉnh này mới kêu ớ lên một tiếng, rồi bất tình lình ngã ngửa, rời đánh tụm xuống nước, biến mất, cái dây thở cứ bị lôi theo vùn vút. Ai nấy tá hỏa chạy về phía ấy, nhưng mà không thấy ông Chỉnh đâu nữa rồi. Người ta mới cử thêm 2 thợ xuống tìm, vì cái dây thở này chỉ để cung cấp dưỡng khí, nó không kéo người lên được. Thì xuống tới mãi sâu mới thấy ông Chỉnh cũng đã tắt thở, mắt mở trợn trừng trừng, đang lơ lửng dưới nước mất rồi. Có người nói có lẽ ông Chỉnh trong lúc ngồi nghỉ thì bị thay đổi áp suất mới lên cơn đột quỵ. Có người thì bảo ông ấy trúng gió, chóng mặt ngã xuống rồi bị sặc nước bất ngờ, cho nên mới chết mà mắt mở trợn hết cả ra. Thế nhưng mà đêm ấy đã mấy lần ông Chỉnh cứ nói vu vơ. Ông ta bảo lặn xuống dưới chơi cùng với thằng Chính, và có lúc thì ông chỉ tay ra sau thuyền mà nói: Thằng Chính nó vịn tay lên mạn tàu, ngó đầu nhìn tao kìa. Chẳng biết là ông Chỉnh nói vậy nói đùa hay thật, bởi vì khi ấy trên tàu không ai tiếp chuyện. Đi biển người ta kiêng nhất là nói những cái chuyện xui rủi. Thế nhưng đột nhiên ông ấy chết thật, khiến cho câu chuyện nửa vời trước lúc đi xa của ông ta cứ ám ảnh không thôi. Liệu ông Chỉnh có phải là bị anh Chính cháu mình kéo đi hay không? Tại sao đã lên được tàu nghỉ rồi lại ngã xuống chết? Thì quả thực là rất khó để mà có thể giải thích nổi. Điểm vàng nơi hai chú cháu đó chết, từ đấy bỏ không, không ai dám tới đánh bắt nữa. Mặc dù bên dưới có rất nhiều cành trà đào đẹp và nhiều cá ngựa, thế nhưng mà vì sợ rớp cho nên tàu bè mỗi khi ra khơi đánh bắt, họ đều bỏ qua trong tiếc nuối. Tôi ngồi nghe tới đây thì lạnh hết cả xương sống rồi. Những chuyện người chết kéo nhau đi thế này,
hoặc là nói gở mồm, nói điềm thì tôi cũng nghe rất là nhiều. Và nó cũng giống như cái chuyện của chị gái chết ở bãi Hồng mà cậu Tú vừa mới kể cho tôi. Cái thế giới quan không tin vào tâm linh trong tôi bây giờ cũng đã nổi lên. Tôi bảo là chẳng qua đấy là cái sự trùng hợp, có thể do ông Chỉnh đó bị ám ảnh với cái chết của anh Chính mới nói như vậy. Thì anh Đại mới nhìn tôi khẽ nói thầm: thế còn cái giấc mơ chồng đứng dưới mặt nước gọi đóng cửa của chị Hòa, chú giải thích thế nào đây? Tới đây thì tôi cứng họng nha. Tôi gãi đầu gãi tai, chẳng biết phải nói ra sao. Thì có ánh đèn xe máy từ dưới chân dốc phi lên, chiếu vào chỗ ngồi của mấy anh em. Là một cậu công an trẻ trong ba người rời đi hồi nãy đã quay trở lại. Cậu Tú nhanh chóng hỏi tình hình sao rồi, cậu này mới chống xe ngồi xuống. Xong rồi anh ơi, lại xác không thừa nhận. Giải quyết nhanh cho nên em quay lại đây luôn. Anh Trường và anh Việt đang làm nốt chỗ văn bản để mai còn báo cáo lên trên. Chắc là xác người chung, cái tội buôn lậu thanh toán lẫn nhau hay sao đó, mà trên xác nhiều vết thương lắm. Cái cậu công an trẻ vừa nói tên là Tuấn. Cậu Tuấn kém tôi 2 tuổi, lúc nãy chỉ nghe giới thiệu, nhưng mà chưa kịp uống với nhau chén nào đã vội phải đi ngay. Nghe thấy Tuấn nói đó là xác người Trung Quốc, tôi lại càng tò mò thêm. Tôi hỏi là có cái chuyện gì liên quan đến ma cỏ người tàu hay là những cái chuyện mà xác người tàu dạt về hay không, thì cả nhóm nhào nhào lên, ai nấy nói ầm ĩ rôm rả. Chuyện ma tàu đây luôn á, để tôi kể cho nó nghe. Thế rồi câu chuyện của đêm nay lại tiếp tục xung quanh những chén rượu. Cậu Tuấn sau một lúc đi công việc xin phép được uống bồi một chén, bởi vì là người của lực lượng chức năng. Tuấn không kể gì mà ngồi ở cạnh bên tôi im im nghe, có vẻ như để mấy anh bạn kia kể thì sẽ tiện hơn. Có một anh tên là Long, anh này là cán bộ xã, bảo mọi người nói nho nhỏ thôi, giờ này đã gần đến giờ linh rồi, cho nên để cho mọi người bên trong nhà nghỉ và chóng tránh làm ảnh hưởng tới cả những người khác. Mấy anh em say xỉn cứ đưa tay lên mồm ra dấu rồi rô khe khẽ thôi, đồng khởi thêm chén nữa. Anh Long châm điếu thuốc, rít một hơi nhà khói bay theo gió rồi mới gật gù: chuyện về người tàu ma tàu ở đây còn khéo nhiều hơn chuyện của ta nữa kìa. Cái hòn đảo này trước năm 78-79 thì toàn là người tàu ở không mà, cho nên tàn tích họ để lại thì cũng rất là nhiều. Sau năm đó thì nhà nước mới đưa dân ra tiếp quản làm kinh tế mới và cho họ về nước đó. Bây giờ nghĩa địa người tàu vẫn còn, và cả những công trình đào bới ở trên đảo thì thoảng là vẫn đào phải mộ tàu nhá. Tôi nghe tới đấy thì hứng chí, tôi bảo anh Long là kể cái chuyện ma tàu ra nghe xem thử. Thì anh ấy đưa tay: từ từ, kể chuyện về những cái xác người tàu trước đi. Như cậu Tuấn vừa đi làm về chú nghe rồi nha, cái vùng biển đảo này giáp ranh với biên giới Trung Quốc, những vụ xác người tàu có hoặc là vô thừa nhận dạt về đây thì nhiều tới độ không nhớ rõ là đã xảy ra bao nhiêu. Nhà anh ở vùng ven, cho nên từ bé được chứng kiến không dưới 10 đầu ngón tay. Xác người tàu hay dạt vào những bãi đá, bãi ốc hoang vắng, hoặc dạt vào các cái đảo nhỏ lân cận như là Bốn Dầu, Mã Châu, chứ dạt vào bãi Vàn, bãi Hồng như trường hợp kia thì ít thôi, không có nhiều đâu. Cái đợt trước anh nghe anh bên chức năng gần nhà anh kể lắm vụ, kinh lắm luôn. Ở đây thì trước kia anh em phải kiêm đủ mọi mảng, kể cả là hốt xác đem chôn các kiểu, chứ không có rạch ròi phân chia ra từng tổ từng đội giống như bây giờ. Ông này ông ý đi bốc xác người tàu dạt về suốt ngày. Có những vụ xác dạt vào trương phành, trương lồng hết cả lên, bị sóng đánh cho rụng đầu, rụng chân, rụng tay, không lành lặn, chỉ nghĩ thôi là đã đủ chết khiếp rồi. Có những vụ kinh khủng hơn thì trôi nổi nhiều ngày trên biển mới dạt vào bờ, nhưng mà không một ai biết. Từ khi mà xuống hiện trường nghiệm thu, cái xác đã phơi nắng thêm nhiều ngày, máu mỡ chảy rề rề ra, cua ốc bám đầy rỉa thịt, anh em phải vất vả lấy mò hót xúc hết cả cát lẫn máu thịt mà đem đi chôn. Nghe tới đây tôi bỗng cảm thấy buồn nôn. Hồi bé ở quê tôi cũng đã từng chứng kiến một vụ vớt xác dưới sông cầu quê tôi lên, cho nên tôi vẫn còn nhớ và tởn lắm rồi. Đúng là cái nghề nào cũng có vất vả riêng của nó. Tôi hỏi vì sao lại nhiều người Trung Quốc chết sạt vào đây như thế, anh Long mới tiếp tục: đây chú Tuấn nói rồi mà, ở đây là vùng biên trên biển nên cũng giống như trong đất liền thôi, không tránh khỏi cái việc buôn lậu. Có những cái chết là do các băng đảng buôn lậu, họ thanh toán lẫn nhau ném xác xuống biển. Có những cái chết là do tai nạn tàu thuyền gây ra,
Và có cả những cái chết cũng là ngư dân bên nước họ gặp thiên tai thì theo sóng trôi vào. Ở đây ta tàu tranh nhau đánh bắt cá lẫn lộn, cuộc sống tương tự, cho nên lý do chết thì cũng y hệt nhau vậy. Tôi mới gật gù. Nghe anh Long kể bây giờ tôi mới hiểu được hơn về cuộc sống của người dân nơi ngoài xa. Quả thực ngoài sóng gió ra thì cũng lắm thứ vất vả gian truân. Tôi hỏi rằng dân biển khi vớt xác có kiêng kỵ gì không. Ở đất liền bọn tôi khi vớt xác thấy có nhiều điều kiêng kỵ. Thì anh mới nói tiếp. Có chứ sao không, nhưng mà khác hẳn trong đất liền nha. Nếu như trong đất liền phàm là những con sông lớn, người dân ngư phủ nếu như một số nơi gặp xác chết trôi thì họ sẽ bỏ qua hoặc lờ đi, bởi vì sợ hà bá phạt tội cướp mất miếng cơm. Thì ở đây người ta sẽ vớt chứ không bỏ đi như thế. Theo quan niệm thì nếu mà gặp phải xác chết trôi đó, tàu sẽ vớt lên đem về đảo an táng, thì những người xấu số sẽ phù hộ cho mình nhiều lắm nha. Nói về vấn đề này thì cũng nhiều vụ lạ xảy ra. Đã từng có cái vụ tàu của ông gần nhà anh trông thấy cái xác của đàn ông nổi lập lờ ở gần phía đuôi vậy. Ông ta vì lần đầu gặp sợ không dám vớt, cho tàu chạy đi. Thế nhưng mà chạy đi tới đâu thì cái xác bị sóng quấn trôi theo tàu tới đó. Thế mới dị ngang. Còn có vụ thì đêm đang ngủ dưới khoang, cứ nghe thấy tiếng tay gõ vào cửa sổ lách cả lách cách. Nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu đen tối, chứ không thể nào có ai ở bên ngoài ấy cả để mà gõ cửa sổ được. Suốt cả đêm cứ nằm nghe tiếng gõ thì mới biết là bị trêu bởi những linh hồn trôi giạt ngoài biển. Thế nhưng mà sáng ngày hôm sau đi quanh tàu kiểm tra, chuẩn bị nhổ neo thì thấy ngay một cái xác người đang nổi dập dềnh trương phòng ở sát bên hông tàu. Lúc ấy mới sờn hết cả da gà. Ai là người đã gõ cửa sổ? Chẳng lẽ cái xác tự với tay lên? Những cái chuyện ma trên biển nó cũng liêu trai và ly kỳ. Tới đây thì chắc là chú đã chả còn giải thích được bằng khoa học như nãy nữa rồi. Có đúng không nào? Tôi chợt cảm thấy rùng mình. Chỉ sau vài câu chuyện mà những người nơi đây kể thôi, thế giới quan của tôi thực sự bị lung lay và sắp sụp đổ luôn rồi. Tôi mới hỏi anh Long, thế còn những cái chuyện về ma tàu ở đảo thì sao? Sao người ta không trả xác họ lại cho bên Trung Quốc? Thì anh mới nói. Không giấy tờ, không thừa nhận, thì ai là người chịu mang về mà trả hả chú? Toàn chôn ở ven biển cả, và theo thời gian thì những cái nấm mồ đó cũng bị gió thổi mại dần. Nói về ma tàu thì khủng khiếp rồi. Ở đây người ta sợ ma tàu chứ ít có sợ ma ta. Có cái chuyện này là anh mắt thấy tai nghe, cho nên hoàn toàn là thật nè. Cách đây 5 năm, từng có một cái vụ đào móng nhà, đào phải mộ ma tàu, mà cả nhà đó bị hành cho sơ xác, chết chỉ còn có vài móng. Những câu chuyện anh Long kể càng lúc càng thêm phần kỳ bí. Tôi hồi hộp rồi tất cả mọi người im lặng, hướng nhìn về chỗ của anh Long, không một ai dám chen vào. Gia đình đó là hộ của ông Tâm bà Nhân. Đấy là một nhà khá giả và có những hai con tàu, một để chở khách du lịch, một để ra khơi đánh bắt hải sản. Cái đợt đó, cái ông Tâm này mua được một mảnh đất lớn ven thị trấn. Bãi đất này trước kia chưa từng có người xây, cho nên có thể coi gia đình ông Tân là nhà tới khai phá đầu tiên. Đợt ấy, ông Tâm xây nhà vườn trên đảo hẳn hoi. Mà chú biết để xây một cái nhà ngoài đảo thì kể cả về kinh phí lẫn vật liệu ấy, thì giá thành công thợ là một chuyện đắt đỏ vô cùng. Hôm đó thì nhà ông Tâm này đào móng, đào luôn được những cái 5-6 cái chùm sạch. Ở xung quanh đều có bia bằng chữ Hán, chứng tỏ đây là một cái mộ tàu, chứ không là mộ ta mới đến. Hồi đó thì người tàu sau khi cất bốc xong, họ hay cho vào chum vào lọ, chứ không cho vào tiểu như ở Việt Nam ta. Mặc dù là đã cúng kiếng, chuyển đi hẳn hoi, thế nhưng mà xây nhà dọn đến ở xong, đêm nào cũng bị một đống người đứng đầu giường khóc lóc chửi mắng đuổi đi, khiến cho cả cái gia đình này ai cũng phải chết khiếp à. Nghe chị con dâu nhà ông ấy kể, cứ nửa đêm thi thoảng lại nghe thấy cái tiếng xì xà xì xồ nói chuyện với nhau ghê lắm mà. Đêm giao thừa, nhà tự dưng bị đổ bát hương, hất văng xuống sàn như là bị ai đó dùng tay ném ấy, khiến cho ai nấy kinh hoàng, tới nỗi bỏ không cả nhà mấy ngày Tết chẳng một ai dám mò về. Ông Tâm bà Nhân sau đó không biết vì sợ hay vì cái gì ấy, mà sinh bệnh theo nhau chết cùng một đợt. Anh con trai cả ở lại nhà hương hỏa thì cũng bị ám ảnh quá, đến nỗi tự kỷ mà thắt cổ luôn ở phòng khách, ngay trước bàn thờ gia tiên. Vợ con anh này cùng với vợ chồng chú út hãi quá, cũng đóng cửa chuyển đi luôn. Bây giờ cái nhà đó bỏ không,
Vàng đêm cứ mỗi khi trăng sáng thôi, người ta lại dì tay nhau là thấy cả chục bóng người cứ đi đi lại lại, đi đi lại lại bên trong căn nhà khóa trái. Nói chung là khiếp lắm. Tôi mới đưa mắt nhìn sang cậu Tú đang khúm núm. Cảm giác của tôi sau khi nghe xong câu chuyện của anh Long thì cũng không khác gì cậu Tú. Hai cẳng chân bây giờ đã quíu cả lại với nhau. Tôi mới hỏi là nhiều ma tàu thế, sao không mời thầy cúng trấn trạch mà lại để họ làm loạn hết cả lên. Anh Long bảo là ở đây cũng nhiều thầy cúng mà, đã làm đủ việc cúng bái, thế nhưng mà gần như là bó tay trước ma tàu. Anh mới tiếp tục kể thêm một câu chuyện nữa. Ở trong họ nhà anh này, có cái thằng cháu là thầy giáo dạy ở trường gần khu vực nhà ông Tâm đấy. Năm kia khi trường đào hồ chữ nước mưa sinh hoạt thì cũng đen đủi thế nào, đào phải cái huyệt có đến 8 cái chùm sảy. Đợt đó xui là máy múc quá tay, múc cho vỡ tan tành hết. Thằng này thì tuy không chết nhưng bây giờ cũng ngớ ngẩn vì cũng bạo gan động vào cái mộ tàu. Lần đấy sau khi vỡ mấy cái chùm thì xương cốt bị lộ lòi lẫn lộn hết ra cả. Trường lại toàn là phụ nữ, đội máy xúc biết là mộ tàu cho nên bỏ chạy rút khỏi công trình mà không dám xử lý gì cả, để mặc cho trường muốn làm sao thì làm. Thằng cháu anh nó cũng dạn là dân tri thức nên mấy cái chuyện này nó bỏ ngoài tai, nó đâu có tin. Nó xung phong đi mua tiểu, xếp đặt lại xương cho họ. Thế nhưng mà chẳng hiểu lẫn lộn thế nào, xếp xong tự dưng bị ma nhập rồi ôm bụng lăn quay ra nhăn nhó. Đợt đó phải mời mấy thầy về mới có thể cứu được nó. Lúc mà nó bị nhập thì nói toàn là tiếng tàu thôi, và các thầy phải làm lễ suốt cả một ngày, cái vòng nó mới chịu đi. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, cái thằng cô này nó bị ngẩn ngơ. Bây giờ không còn dạy học được nữa mà cứ bỏ nhà đi lang thang, cười hành hạch khắp bờ khắp bãi. Đấy là chuyện trong nhà anh luôn. Mộ tàu không thể nào đùa được đâu. Nhắc tới người cháu của mình, anh Long xót xa trầm lại. Những tiếng thở dài của mọi người như ngầm xác nhận câu chuyện của anh là đúng với sự thật, khiến cho tôi chẳng có một chút gì hoài nghi. Những sự kiện ly kỳ đã từng xảy ra tại hòn đảo du lịch xinh đẹp, nó cứ ám ảnh và tồn tại đan xen với thực tại, khiến cho người ta không thể nào phủ định hay tìm cách gạt đi, mà chỉ còn cách im lặng mà chung sống. Mấy anh em chúng tôi cứ thế mà tiếp tục ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện ma không đầu không cuối. Đã từng xảy ra mà bên tai là tiếng gió thổi vù vù rin rít. Tôi hít sâu một hơi, đánh mắt nhìn về phía xa xa nơi mặt biển tối tăm. Ở chỗ bãi cát có những con sóng bạc đầu đang vỗ vào bờ, mà chợt nghĩ rằng liệu ai đó đang đứng ở đấy lặng lẽ nhìn mình mà mình không thể nào nhìn thấy được họ ngay lúc này chăng. Tôi mới nghĩ thầm trong bụng, tâm linh đúng là không thể đùa được. Cái cuộc trò chuyện của tôi với những người bạn nơi hải đảo diễn ra tới tận gần 4 giờ sáng cũng tàn cuộc nhậu. Tôi say tới độ không biết được điều gì thêm nữa, mà vừa vào tới trong phòng đã nằm xuống giường ngáy ò ò. Ánh trăng nhàn nhạt của buổi đêm ở ngoài sân dần dần bị thay thế bởi ánh dương le lói phía chân trời xa xăm. Bóng tối biến mất thì cũng là lúc mà cuộc sống trên hòn đảo lại tiếp diễn một cách bình thường sau một đêm dài ngủ say. Những câu chuyện mà chúng tôi vừa kể theo đó ẩn mình cùng với bóng tối khuất dần. Có lẽ nó chỉ được gợi lại bởi những cuộc nói chuyện phiếm của mọi người, hay là những buổi trà dư tiểu hậu như mấy anh em chúng tôi vừa rồi mà thôi. Những câu chuyện đó dần dần theo thời gian cũng sẽ bị người ta lãng quên. Những ai chưa từng được mắt thấy tai nghe, hay là những ai không tin, thì xét cho cùng đối với họ, họ cũng chỉ coi đấy là một câu chuyện phiếm. 10 ngày khảo sát thực địa của tôi và cả đoàn ở trên đảo trôi qua nhanh như một cơn gió. Mới chỉ ngày nào vừa mới đặt chân đến thôi, thì hôm nay cũng là ngày chúng tôi phải chia tay mọi người để về với Hà Nội cách nửa ngày đi xe. Ngồi ở trên chuyến tàu đêm, tôi tiếc nuối ngẩn ngơ nhìn lại phía hòn đảo xinh đẹp sáng đèn đang từ từ xa xăm. Có lẽ những suy nghĩ của tôi về thế giới tâm linh, thế giới siêu hình đã thực sự thay đổi sau cuộc nói chuyện đó. Và chỉ tiếc rằng tôi mới chỉ nghe mà chưa một lần được chứng kiến, khiến cho suy nghĩ của tôi vẫn còn vương thêm chút mập mờ và mông lung. Tôi thở ra một hơi vươn vai đi vào trong khoang hành khách, chợp mắt một chút vì hành trình hãng còn dài. Phải độ 2 tiếng nữa mới vào tới đất liền, cộng thêm cái việc hồi chiều liên hoan chia tay, tôi có uống với mọi người quá chén. Đang lúc gục đầu ở bên vai cô đồng nghiệp cũng say ngật ngưỡng ngồi im thìn thít,
Tôi bất chợt nghe thấy bên cạnh cánh cửa sổ, nhìn ra bên phía ngoài biển, có tiếng gì đó như tiếng gõ cửa sổ vang lên, hòa vào cùng với tiếng sóng vỗ. Và trọn bộ những câu chuyện mà ngoài đảo xa đến đây là kết thúc mất rồi. Trời ơi, nó gay cấn hay vãi cả nỗi. Không phải gay cấn anh em ạ, mà kiểu nào nhỉ? Nó cứ êm đềm, nó êm đềm trong một cái buổi nhậu, và chúng ta có thể từ từ lắng đọng những cái điều ma quái, những cái sự kinh dị ở trên cái hòn đảo này. Vậy thì bạn có đoán ra hòn đảo này là hòn đảo nào hay không? Một hòn đảo ở Vịnh Bắc Bộ mà lại giáp với Trung Quốc. Thì anh em thử đoán xem và nhớ comment xuống nhé. Thêm vào đó nữa làm du lịch rất là nổi tiếng nữa. Về câu chuyện này, đừng quên like và share nếu bạn thích, và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những câu chuyện ma mới nhất ở trên kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và yêu quý Đảo Kinh Dị.